Cùng i Channel tìm hiểu ý nghĩa của việc tặng nhẫn, nhẫn là một món phụ kiện giúp điểm tô cho đôi bàn tay xinh của các nàng. Nhưng khi các nàng được nhẫn món quà là chiếc nhẫn thì điều ấy có nghĩa là gì, thông điệp đến từ tặng nhẫn bạc có ý nghĩa gì? Tặng trang sức cho bạn gái hoặc người thân là điều hết sức bình thường, nhưng tùy vào đối tượng. Hoàn cảnh và món quà sẽ nói lên một ý nghĩa riêng, đối với một món quà là chiếc nhẫn nhỏ xinh sẽ mang nhiều thông điệp đặc biệt của người tặng. Nếu tinh ý bạn sẽ đọc được điều ấy khi được nhận món quà này, ý nghĩa tặng chiếc nhẫn của từng ngón. Mỗi ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay đều thể hiện rõ ý nghĩa của nó, dưới đây sẽ là những thông điệp trao đến bạn khi nhận được món quà đặc biệt này. Tay phải, ngón út, chúng ta chỉ là bạn bè, ngón áp út, chúng ta là một cặp tình nhân, ngón giữa. Em là người tôi thương, ngón trỏ, chúc bạn tìm được một nửa của mình, tay trái, ngón út. Bạn chính là fan cứng của hội FA, ngón áp út em anh chính là vợ, chồng tôi, ngón giữa em chính là vợ chưa cưới của tôi. Ngón trỏ, chúc bạn tìm được một nửa của mình, nên tặng nhẫn bằng bạc hay bằng vàng. Có rất nhiều người quan niệm rằng đeo nhẫn bạc tượng trưng cho sự bạc tình, bạc nghĩa. Chia ly, chia tay nhưng điều ấy hoàn toàn không đúng vì chiếc nhẫn bạc vẫn có một giá trị riêng. Màu của nhẫn bạc không chỉ có vẻ ngoài sang trọng, hiện đại, thời trang và là chất liệu mệnh danh phi giới tính được giới trẻ yêu thích một cặp nhẫn đôi bằng bạc có thiết kế trẻ chung hiện đại đồng nhất về kiểu dáng đến từ thương hiệu hàng đầu sẽ là sự lựa chọn đáng để bạn lưu tâm khi chọn mua nhẫn cặp nhẫn đôi còn giống như một minh chứng cho tình yêu đang thăng hoa của một chuyện tình đó còn là sự gắn kết đậm sâu để mỗi khi giận hờn ta nhìn vào chiếc nhẫn trên tay nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc đã có cùng nhau và xua tan mọi ưu phiền nhưng nếu bạn có điều kiện kinh tế tốt hơn thì có thể tặng cho người bạn thương một chiếc nhẫn vàng Nhẫn vàng thể hiện cho tình cảm bền lâu và luôn luôn ánh lên màu kim rực rỡ, vì vậy tặng nhẫn bạc hay nhẫn vàng đều tốt không nên phân biệt. Mà hãy đánh giá vào tấm lòng của người tặng, i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.